Hai mọi người, ngày hôm nay Min và mọi người sẽ cùng thưởng thức món chân gà sóc xoài xanh. Ăn cái này là phải kèm thêm miếng ớt nữa nha mọi người. Xèo. Chua cay. Nói chung là có vị chua của xoài, cay của ớt, sa tế. Bây giờ miếng chân gà thử coi nó như thế nào ha.